Một lời khen cho Huyền Nâu cái gì ạ? Một lời khen thật rực rỡ được không ạ? Anh chị DCBT đâu ạ? Châu Huyền Nâu thấy một sự lợi hại của anh em và gia đình mình đúng không ạ? Anh chị ơi, anh chị Châu Huyền Nâu sợ đi anh chị ơi. Sợ luôn. Dạ vâng ạ, lời nói đầu tiên cho phép Huyền Nâu xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú và tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là một buổi live đầu tiên của em có mặt tại DCBT. Dạ đúng rồi. Dạ vâng ạ. Chắc có lẽ là chặng đường sắp tới này thì sẽ rất là mong tất cả các cô chú và tất cả anh chị yêu mến em cũng như yêu mến hai chị Sao Băng nè và Nhật Lệ và sau này sẽ yêu mến Huyền Nâu. Và em cũng mong rằng là cho những cái chương trình live sắp tới này em sẽ cống hiến những ca khúc hay nhất mà Huyền Nâu sẽ gửi đến quý cô chú và với các anh chị. Dạ, đúng rồi. Nếu mà mình muốn tụi em hát hay hơn, máu lửa hơn thì những lời khen, những lời động viên của anh chị rất rất là quan trọng luôn. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục chứ hả? Tiếp tục anh chị ơi. Rồi. Đó, một lời chào rất tuyệt vời của Huyền Nâu đúng không anh chị? Và chúng ta hãy cùng yêu thương ba em gái để chúng em có thể nhiều năng lượng hơn để hát cho anh chị nghe được không ạ? Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hello anh chị nào. Em hết yêu anh rồi. Anh rồi. Em hãy nói đi người ơi, anh vô tâm hay là anh đã sai mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không hợp, không hợp. Em nói anh không còn như trước, nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Ba con chị ơi. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như em hiểu ra một điều, Huyền đã hết yêu lệ phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi. Hay quá anh chị ơi. Trả lại em những ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Hey, chào anh Thành, chào chị Giấy Dầu Ngọc nè. Chào chị Phạm Hương á, chào chị Võ Thị Phạm Hương Hồng đã. Rất là nhiều lời khen cho Huyền Nâu nè. Dạ vâng, hôm nay là chúng ta ưu tiên Huyền Nâu nha. Dạ vâng, em xin cảm ơn. Anh chị ơi, lần đầu tiên ai lên live cũng như vậy, rất là run anh chị ạ. Và chỉ cần anh chị đón nhận và yêu thương thôi, chúng em sẽ luôn luôn cố gắng hơn để hát nhiều bài hay cho anh chị nhá. Hãy cùng welcome tất cả chúng em nha anh chị ơi. Đúng rồi. Yêu tất cả anh chị ạ. Love you. Có phải em biết yêu anh rồi không đâu? Em hãy nói đi người ơi. Anh vô tâm hay là anh đã sai mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không hợp. Em nói băng không còn như trước. Ok. Nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Và dường như anh hiểu ra một điều. Điều gì nè? Băng đã khác xưa nhiều lắm. Khác không ta? Và dường như em hiểu ra một điều, Huyền đã hết yêu lệ phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi. Okay. Trả lại em những ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Và dường như anh hiểu ra một điều, lại đã khác xưa nhiều quá. Vẫn vậy. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi, trả lại em những ngày băng chưa đến. Và khi em ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng nghĩ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Cảm ơn những lời khen của anh chị rất là nhiều. Chị Huyền thấy anh chị yêu thương chúng mình không? Đây nè, đọc comment không kịp luôn đó quý vị. Cảm ơn những lời khen của tất cả cô chú và tất cả các anh chị nha. Quá tuyệt vời anh chị ơi. Quá tuyệt vời chị Huyền ơi. Lên hai bài đầu tiên mà lên gần con số 4 anh chị ạ. Chúng ta hãy dành tặng cho ba em gái ngày hôm nay sự kết hợp đầu tiên lên con số 4 để chúng em có nhiều năng lượng hơn nào anh chị nào.
Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúng em không thể gửi riêng lời khen đến từng anh chị được, và chỉ mong anh chị chúng ta sẽ thông cảm cho chúng em nhá. Bởi vì mày hát có mà anh chị ơi, năng lượng quá mà, đúng không chị Huyền ơi? Đó là lần đầu tiên chị Huyền lên live nhưng mà nhìn cái lời khen của anh chị chạy như mưa anh chị ạ, thực sự là quá là tuyệt vời đúng không? Đúng rồi. Và một cái lời này là bảo đảm chắc chắn là Huyền muốn nói lắm, nhưng mà Huyền mới lên lần đầu live cho nên là Huyền ngại không muốn nói. Cho nên là thay cái lời bài hát này bằng những lời mà Huyền muốn nói với các chị đây. Thôi hai đứa mình cũng nói ké luôn. Ok. Đúng rồi, tiếp tục. Mấy khi chị mình nói ké Huyền luôn à. Yeah. Hãy cho Sa Băng, Nhật Lệ và Huyền Nâu một vài lượt chia sẻ thôi các anh chị ơi. Ba cô gái cùng xinh đẹp, cảm ơn anh chị rất là nhiều nè. Hello, hello anh chị. Yeah. Hãy cho tôi nụ cười người ơi. Hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Nắm chặt tôi, nụ cười là lời nói với tôi rằng anh rất vui. Để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có như khờ. Anh cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, cay đắng. Em cho tôi bao ưu phiền lắng đọng. Em cho tôi mê, em cho tôi say. Em cho tôi quên luôn kiếp tù đày. Cảm ơn anh Hùng nha. Ok anh Thành Lê, chị Hồng Nguyễn nè, chị Sửa, anh Xuân Ngọc, anh Huỳnh Hoàng, tất cả anh chị Hòa Vũ nè. Huyền Lan tên lạ và hay lắm. Dạ em cảm ơn rất nhiều. Hoàng Quả Vân nè, chia sẻ rực rỡ nha. Em ngồi sau hát đây lại xinh quá. Rồi chị ơi. Như thế này không bóng lửa là không được nha Huyền nha. Chỉ cần như vậy thôi là chúng em đủ tự tin để ngồi để hát thì chị nghe rồi nè. Cái cây thành thành đó là cà phê nâu nay nhiêu tuổi. Thôi không đi hỏi tên phụ nữ đâu. Khí sợ mặt anh chị ạ. Hãy cho tôi nụ cười người ơi. Hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Ném chấp tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng em rất vui. Để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có như bốn cái chị ơi. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, cay đắng. Em cho tôi bao ưu phiền lắng đọng. Em cho tôi mê, em cho tôi say. Em cho tôi quên luôn kia tù đày. Chị ơi, hôm nay chị lên con số 5K để tặng Huyền Nâu thôi anh chị nào. Lần đầu tiên lên live anh chị tặng chúng em 5K đầu tiên đi anh chị ơi. Hôm nay là cái chị làm sao mà cho Huyền choáng rồi lên 15K luôn, là Huyền choáng ngay. Choáng liền, tăng cơ một đà để lại sứ thoại giúp em nha. Nhất Lê, sao băng còn choáng nữa mà chị Huyền Nâu đúng không ạ? Lê tìm hoài mà Lê Thị Tâm ơi, để lại số điện thoại giúp em nhá. Cảm ơn anh Toàn Huyền, chị Toàn Huyền. Ok anh Sắp Văn này. Lệ gần cong thì nhây hơn thì phải. Có lẽ nào rực rỡ không anh chị ơi. Hôm nay có Huyền Nâu là một nhân tố rất là mới này anh chị, nên là ba chị em sung quá trời anh chị ơi. Đã dành được đã tập từ chiều giờ đó anh chị ơi, để dành những cái ca khúc nào mà hay nhất dành cho anh chị. Và chỉ cần anh chị ở đây để theo dõi chúng em, cổ vũ chúng em được thôi nhá. Bài này được không Huyền? Được không chị? Được không? Đấy chị cần bật cận, bật công tắc thôi là lên luôn à. Cái chị yêu cầu vậy, em nên dừng lại nhiều quá nào Huyền, ok không Huyền? Dạ ok luôn. Đúng rồi, phải đọc ra như thế chứ nàng ta đang cận thị. Nhiều hoài móng tay. Nhớ khi chiều tà thích ngỡ bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuôi bộn bề đằng sau những nụ cười. Hắn trách gió anh chẳng chịu thương em đến nơi. Quẩy lên chị Huyền ơi. Lên chưa? Lên đây là phải máu lên chị ạ. Chị đừng ngại nhá, anh chị yêu thương mình mà. Nói thế nhưng mà dịu dàng một tí nữa thì tuyệt vời à, không phải chị Huyền chuẩn bị là thùy mị hơn cả Nhật Lệ rồi này anh chị này đó. Quá thùy mị luôn. Nhưng mà chị ơi, ngồi cạnh chúng em chuẩn bị lại nhây giống chúng em ấy nè, đúng không ạ? Mỗi người mỗi màu sắc thì các anh chị mới không bị nhầm chán đâu cái gì ha. Em cũng thùy mị mà, chị cũng thùy mị. Cả gia đình chúng ta ai cũng thùy mị. Ok. Nhiều lần thấy em không, em khóc khổ đau điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng.
nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Năm ca anh chị. Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn, ai thâu? Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Em chào sếp ạ. Thôi em đừng nặng lòng anh ta. Anh ta muộn phiền làm chi rồi cha. Sáng cũng buồn, tối em đau, đêm về lại khóc. Sao em không nhìn về tương lai? Tương lai hình hài là một nhánh hoa dài, gió xanh sao được với những đóa hoa hồng lạc lơi. Người con gái chẳng cần kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Thích ở bên ai, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối bốn bề đằng sau những nụ cười. Hàng tránh gió anh chẳng chịu thương em đến nơi. Chị Huyền ơi, hôm nay anh chị hỏi nhiều quá trời. Anh chị hỏi là hôm nay có nhân tố mới hay quá. Dạ, xin giới thiệu với chị nhá. Chị Huyền đâu, giới thiệu lại một lần nữa đi cho anh chị nhìn nào. Dạ vâng ạ, em nghệ danh là Phương Diễm Huyền, biệt danh là Huyền Nâu ạ. Dạ vâng. Huyền Nâu, welcome. Chai nó là cà phê nâu luôn rồi. Cà phê nâu. Hôm nay chắc Huyền phải hát cháy luôn. Đúng rồi. Quá cháy luôn ạ. Hát tới công chuyện luôn. Công chuyện luôn á. Sợ chưa? Công chuyện luôn, nhà chị ơi. Nó phải như vậy chị, disability mà anh chị. Đúng rồi. Tại sao em cứ phải đúng phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn anh thâu. Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta. Anh ta muộn phiền làm chi rồi cha. Sáng cũng buồn, tối em đau, đêm về lại khóc. Quá xinh sếp ơi. Nếu em không nhìn về tương lai, tương lai hình hài là một nhánh hoa dài, gió xanh sao được với những đóa hoa hồng lạ lơi. Người con gái chẳng cần kiêu sa nụ cười đẹp nhất khi chưa tà. Hình ngỡ bên anh, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối vẫn bề đằng sau những nụ cười. Thân trái gió anh chẳng chịu thương em đến đây. Năm ca đâu anh chị nào? Năm ca đi chị. Hôm nay là nhất định phải lên số 15 cho Huyền choáng rồi các chị ơi. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Sao lại có người xinh như em kia nhỉ? Sao anh chị có những cái lời khen mà đặc biệt như vậy để cổ vũ động viên đúng không anh chị? Đúng rồi. Quá tuyệt anh chị ạ. Vậy là Huyền phải hát và máu lửa lên. Dữ dằn nha. Cảm ơn anh Thiện à, cảm ơn anh Trung Hiếu nè. Kiểu này chuyến sau em phải sắm thêm cái kính cận mới được. Em còn cận nữa là chị anh chị ạ. Mai chúng ta phải đeo kính và để đọc rõ bình luận hơn chị Huyền ạ. Tiếp tục là bài ước gì đây ạ? Ok chị Tuyết Trương nè. Cảm ơn tất cả anh chị yêu. Cảm ơn chị ạ. Ước gì được lên 5K hả? Ước đi chị, ước đi. Dạ, vâng ạ. Chào các chị được. Gái yêu thương của em á. Em đã sống những đêm trời có anh chẳng chiều vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia biển supercar. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá, ngân câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này.
thứ gì. Em vừa nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua, mình luôn sát vai kề. Hay quá anh chị ơi. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hơi. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn. Thế giờ đây cô đơn vắng tay, đời em đã vắng ai rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần. Em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có anh thôi. Cảm ơn anh Hải nha. Váy của em nào cũng đẹp hết trơn á. Giờ dọc em nào cũng hay hết trơn. Đọc cái chị Phương ơi, này là chị có mà rất là vui rộn trong trong lòng các chị ơi. Chị Ngân Khánh này, anh chị ơi, nhiều bình luận quá trời khen nào. Huyền hát hay nè, Sao Băng là xinh gái nè, Nhân Lệ dễ thương nè, toàn những cái bình luận tuyệt vời anh chị ạ. Và cảm ơn tất cả anh chị nhá. Và số 5 đi anh chị ơi, cho Huyền kiếp đi anh chị. Chuyện gì đang xảy ra? Em đã sống cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh, cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua, mình luôn sát vai kề. Em sao anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hơn. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn. Để giờ đây cô đơn vắng tay, đời em đã vắng ai rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần. Em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có anh thôi. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn. Để giờ đây cô đơn vắng tên, đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần. Em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có anh thôi. Wow. Ok, chị Nhung tạ tam cào đen đúng rồi anh chị ơi. Cho Băng như búp bê, Huyền Ngâu hay quá, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đúng rồi anh chị, giọng rất là đặc biệt đúng không anh chị? Mỗi người sẽ có một cái giọng rất là đặc biệt anh chị nhá. Chắc anh chị dễ thương thế nhở? Dễ thương, đáng yêu thế nhở? Quá tuyệt vời anh chị, chỉ cần như vậy thôi đúng không chị Huyền? Là đúng mình rồi, đã có nhiều năng lượng để hát rồi anh chị ạ. Anh chị nói là ba đứa mình có hát được bài Đêm Huyền Diệu hay không? Em có đọc được không? Em có chứ. Mặc dù comment lướt qua như một cơn gió em đọc được. Hay là Huyền có thấy không? Huyền có đọc được không Huyền? Không luôn á chị. Trời. Chị ơi, về với DC là mắt chúng ta phải tinh vào. Biết sao? Phải em 10 chấm. Kiểu như em cứ tập trung quá xong mà em chưa thể nào mà em đọc comment của mọi người được. Và em sẽ cố gắng để mới vậy đó tiếp nhận điều đó. Từ từ là tia nhanh lắm. Mắt chúng ta chuẩn bị là tia nhanh lắm anh chị ạ. Bởi vì bình luận anh chị chạy nhanh mà chúng ta không tia nhanh là sẽ bỏ sót đó anh chị. Huyền là một cô gái rất là dễ thương, Sao Băng gặp được mấy lần rồi và rất là thích cái cô bé này. Cho nên là các chị ơi, cùng động viên, cùng chia sẻ cho hôm nay là Huyền hết hồn với nhà DC mình luôn nha anh chị nhá. Ok, chị Lê Nhật đẹp quá, cảm ơn anh chị xinh quá, cảm ơn anh chị yêu thương nha. Dừng mơ đi. Huyền có muốn đi hai bờ có muốn xây diều không hả anh chị? Huyền có muốn đi chợ không? Thôi nhây vừa thôi chị, khiếp đấy. Hôm qua coi lại cười muốn xỉu luôn anh chị. Có ai coi mà cười giống tụi em không? Không ngờ hai đứa mình nhây như thế. Nếu em thiếu anh trên đời, trên đời hoặc là thương nhớ biết bao nhiêu rồi. Nếu vắng anh một ngày, một ngày thì là một ngày chẳng vui.
cầm mình. Hẳn là năm tháng ý xuân không tàn. Nếu thấy anh là buồn thì đi xa, thì lòng này còn buồn hơn. Tin ông chị Huyền ơi. Quên từ một đêm cùng nhau, nhịp lòng hòa trong tình yêu của thời niên thiếu. Nhìn bầu trời theo đời sau, dù rằng mình chia cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quen biết nhau một ngày, một ngày thôi, để mà thương nhớ suốt bao cuộc đời. Giữ phút giây ban đầu, và chút tuyệt diệu tình yêu. Phạm Hương nào, kênh chị nè. Rất nhiều bình luận anh chơi lên 5k đi kìa. Sao cứ 4,8, 4,9 anh chị lên hẳn 5k cho khiếp đi anh chị nào. Ê chị ơi, làm cho lệ cho Huyền khiếp luôn. Khiếp đi anh chị ơi. Hôm qua là em khiếp rồi, hôm nay để Huyền khiếp. Dạ, ok. Ê, báo cái này chị ơi. Chia sẻ được rõ lên là các chị nha. Huyền nào chào tất cả quý vị anh chị nha. 5k đi anh chị ơi. Nếu em thiếu anh trên đời, là để đi ra. Hoặc là thương nhớ biết bao nhiêu rồi. Thật thật không, nếu vắng anh một ngày, một ngày thôi, thì là một ngày chẳng vui. Nếu luôn có bằng bên môi, rời sao đây. Hẳn là năm tháng ít xuân không tàn. Nếu thấy Huyền nó vừa rất buồn thì lòng lệ còn vui hơn. Trời ơi! Kể từ một đêm cùng nhau, nhịp lòng hòa trong tình yêu của thời niên thiếu. Nhìn bầu trời theo đây sao, dù rằng mình chia cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quen biết nhau một ngày, một ngày, để mà thương nhớ suốt trong cuộc đời. Giữ phút giây ban đầu, và chết tuyệt diệu tình yêu. Hay không anh chị ơi? Quá hay. Năm ca rồi anh chị kìa. Người ta bảo là mèo khăn mèo dài đuôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. View của mình đã lên hơn 5k rồi. 5,1 rồi. Wow, chị Huyền ơi, ơi, sợ dần đều chứ. Trời ơi, sợ chưa, sợ chưa. Lát nữa lên cái số 1 là ba chị em chạy mất dép. Nhưng mà nó chạy quá trời luôn. Không kịp luôn. Chạy như mưa thế này, đọc không kịp luôn. Cho nên là không quên chưa chào ai thì mong các chị thông cảm nhé các chị ơi. Dạ vâng ạ, đêm huy diệu vừa xong cái khúc này ạ. À, bây giờ tiếp tục đi nhé nhờ. Chị ơi, trần trừ gì mà không lên 6k hả anh chị ơi? Thứ nhất là lên 6k là Huyền sợ này, lên 7k là Sao Băng sợ này, và lên 10k là cả ba chị em sợ anh chị ơi. Lên 10k là lệ chạy mất dép này. Mất dép luôn. Lệ chạy đi rồi là tụi mình cũng dí theo luôn đây. Ok. Ngày em ra đi đâu anh chị nào. Quá xuất sắc. Cảm ơn anh chị Lê nhá. Chị Trần Toan, anh Phạm Hổ nè. 5,3 rồi anh chị kia. Nữa chứ nhờ các chị. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý, con tim hành lý, đến quên mùa đông cho tháng năm anh thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn mê đầy, giờ đôi tay ấy lau mắt lệ ngàn đời biệt ly. Thích Huyền là không thích Sao Băng nữa. Chiều trên sân ga, tia nắng nghiêng xuyên qua ngàn lá, xuyên qua ngàn lá, giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao lệ xa băng được. Yêu Nguy Huyền rồi. Lệ em rơi mãi, ai biết được lòng này khổ đau. 6k đi chị ơi, 5,7 rồi kia anh chị kìa. Khổ lên nào anh chị ơi. Tàu đến rồi, tàu đến rồi em. Tàu đến chị nó kêu cái gì kìa. Tiếng còi vang để mang em về đó. Lòng anh nát tan theo
con tàu hồ. Tàu xa khuôn bóng, anh ngỡ rằng mình còn chiêm bao. Đường em đang đi, bảy cái chị em có nghe con tim vừa ý, con tim vừa ý. Chẳng con đường vui, đang nở hoa nên quên hẹn thề. Cô đơn anh về, đường xưa mưa rơi âm thầm. Từng đêm tiếp nối, anh đã nghe hồn mình lạnh cơ. Bảy ca đi chị ơi, bảy ca say tình với anh chị nào. Em sắp say rồi chị ơi, em định nhấn rồi. Lại say đi chị ơi. Say rồi. Hay quá, cảm ơn anh chị rất là nhiều anh chị đang khen chúng em ạ. Bảy ca nào anh chị, cho rực rỡ nào anh chị nào. À, khen các bạn mới xuất sinh đã hát hay nữa kìa, quá vui Huyền ơi. Quá là xuất sắc, quá là vui luôn rồi chị ơi. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý, con tim hành lý để quên mùa đông, cho tháng năm em thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn lai này. Thôi. Giờ đôi tay ấy đi nắm tay của Huyền rồi kia. Nắm cho nó ghen này. Chiều trên sân ga, tia nắng nghiêng xuyên qua ngàn lá, xuyên qua ngàn lá. Giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhàn nhòa. Tám ca nào anh chị ơi. Bên nhau phút này làm sao đâu xa anh được. Đâu xa anh được. Lệ rơi mãi mãi nấu biết được lòng mình khổ đau. Yeah. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Huyền Nâu xin gửi chào đến tất cả quý anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Nâu quá sao buổi tối đen hát. Tiếng còi vang, còi vang để mang anh về đó. Lòng nâu nát tan theo con tàu. Tàu xa khuôn bóng, đâu ngỡ rằng mình còn chiêm bao. Đường đen đang đi, đen luôn, đen có nghe con tim vừa ý. Ok, chịu rồi chị ơi. Chắc con đường vui, đang nở hoa nên quên hẹn thề. Cô đơn anh về, đường xa mưa rơi âm thầm. Từng đêm tiếp nối, anh đã nghe hồn mình lạnh căm. Cô đơn anh về, đường xưa mưa rơi âm thầm. Từng đêm tiếp nối, anh đã nghe hồn mình lạnh căm. Anh chị ơi, tạm ca cái ba chị em mình quá. Quá tuyệt vời cho sự xuất hiện ngày hôm cảm nay. Cảm ơn, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn đã yêu mến ba chị em ngày hôm nay. Đây là cũng là cái nguồn động lực mà cho em á. Chắc là hôm nay hát tới bến luôn. Tới bến luôn anh chị. Tới luôn chứ làm nửa bến đâu có được em. Nửa bến là... Ai, ủa, mình đang bấm... Anh chị ơi, vui là chính mà anh chị ơi. Chúng ta cùng cổ vũ cho ba chị em, nhất là Huyền Nâu nha anh chị. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà Huyền Nâu xuất hiện trên live stream. Và rất là run anh chị ơi. Bởi vì Nhật Lệ và Sao Băng cũng có lần đầu tiên mà. Ai đúng cũng rồi. Run anh chị ơi. Chỉ cần anh chị trao những cái lời yêu thương để chúng em có thật là nhiều năng lượng và kết hợp với nhau thật là chỉn chu, cũng như là dành những bài hát thật là hay dành cho cô chú anh chị để ngày hôm nay tuyệt vời hơn ngày hôm qua nha anh chị. 8,4 rồi nên có chiếu 9 anh chị ơi. Anh không chỉ nói là lên hát bài Dáng Em đi cho lên số 11 luôn kìa. Ok man, em có nên tin điều này không? Tin đi em, tin đi. Huyền ơi, mình có nên tin không Huyền? Em sẽ tin về điều đó. Đúng rồi, mình cứ đặt niềm tin đi nhờ. Tới đâu tới hả? Hỏi nhạc máu như thế này mà không lên thì làm sao? Cảm ơn chị Quỳnh Chi. Remix đen ơi, đang hát remix mà anh. Ê, có phải dân ca đâu anh? Anh khóa đào nè. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ thẩn, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào, nghẹn ngào. Và em buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân để biết anh ra đi không đi trở lại. Nói đi anh bao sương gió trong đời oan trai, mà sao anh mang thân đi suốt thanh dài. Nói đi anh bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ đây theo anh đi về nơi xưa già. Tình cỡ năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang
cay tan xác tôi bởi những nhớ nhung không khi nào mang anh về lại. Hey! Nói đi anh bao sương gió trong đời oan trai, oan trai. Mà sao anh mang thân đi giữa cánh dài? Chị ca đi chị đâu? Nói đi anh bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ đây theo anh đi về nơi xứ xa. Hey! Anh hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Hôm nào chị dâng anh trong vòng tay cùng tôi mãi nguyện lưu đời sống này. Số một anh chị ơi, dâng anh mơ hồ hơn tất cả tim trôi trong tiếng nuôi sợ cho chị ơi. Gió nhân gian cuồng quay còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ. Số 10 còn cách đâu xa nữa đâu, cùng vài bước nữa thôi. Yeah, lên con số 11, ba chị em bỏ ghế nhảy đi chị luôn. Ok không? Hôm nay có ba chuẩn bị dày rồi. Hey. Nghe xong muốn tụt ghế luôn rồi nè. Nghe xong muốn bỏ ghế luôn đi chị ạ. Máu đứng lắm rồi đấy, chỉ cần một cùng bật công tắc 11 k thôi là lên luôn anh chị ạ. Bật công tắc nào, bật công tắc. Đâu phải lắc. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thất than, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào. Và em buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân để biết anh ra đi không khi nào trở lại. Nói đi anh bao sương gió trong đời ăn trai, mà sao anh mang thân đi giữa cánh dài. Nói đi anh bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo anh đi về nơi xứ xa. Chị Huyền ơi, tình có năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Nhảy luôn anh chị. Tình yêu hôm nào như đang cay thân xác tôi bởi những nhớ nhung như không khi nào em chưa về lại. Ok chị Quỳnh Chi. Nói đi anh bao sương gió trong đời oan trai, mà sao anh mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi anh bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ đây theo em đi về nơi xứ xa. Ok. Giang đâu hôm nào hôm đứng giữa linh hồn khi đèn chợt mơ thấy. Giang đen trong vòng tay cùng tôi mãi lên lưu đời sống này. Vui quá anh chị. Thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Ba gần 10 đến rồi. Dẫu nhân gian cuồng quay còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ. Đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Dẫu ai trong vòng tay cùng tôi mãi lên lưu đời sống này. Dẫu anh mơ hồ thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếng nuối, tiếc nuối. Dẫu nhân gian cuồng quay, còn tôi đứng mãi nơi này ngóng chờ. Oh, ok, tự hát nhắn đen rồi buồn cười quá trời anh chị ơi, nâu với trở đen anh chị ơi. Trêu nhau là chính anh chị để cho anh chị vui anh chị ạ. Đúng rồi. Chúng em không có biết làm gì, chỉ muốn anh chị vui thôi anh chị. Vui là trên hết cái gì, một liều cái gì, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đôi khi cho nên xàm là xàm phải vui tí. Thôi. Không vui biết làm sao bây giờ. Em mong là chị Huyền vào đây cũng sẽ gọi là đừng nhây như chúng em đi cho nó vui anh chị ạ, đúng không ạ? Dần dần là sẽ nhây như chúng mình thôi. Đúng chị rồi. Huyền ạ. Em tiếp tin là như bài vậy hát nữa bởi đi. Vì ngày xưa em thùy mị lắm mà bây giờ em khác rồi anh chị ạ. Bây giờ mình lên bài này lên số 10 là banh lóc luôn, một dục banh, ghế hết. Banh lóc. Sắp mua ghế mới dục hết. Xếp vào nhà xem mà khiếp ba đứa này ở đây. Ba đứa mày kêu là ba đứa mày dẹp dẹp cái ghế thôi, ghế mới mua là đấy. Banh lóc nhà DC rồi anh chị ạ. Tiếp tục kiếp vessel. Cảm ơn chị Ngân Khánh nhá. Từ khi em không còn về quanh sân, lần lần cơn phong em hoang vắng vô cùng. Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em đang bên nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, trong tay. Chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài. Có con sóng ngoài cơn chăn vào thuyền anh cuốn đi rồi, những ước mơ sau cùng. Chà bóng. Ngày chia tay anh một đời rêu phong, phong, phong. Một lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vang xa nhau, anh sống vô trường. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chia hai. Chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời.
những đêm tối triền miên còn một mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Nhật lễ say đắm không cần toàn tình, nghĩ suy làm chi, nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chưa xót, lãng quên tháng năm mây ơi. Đem tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lừng lờ, vút cao bay lên chốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca. Chim ăn chung chim môi cười là đời anh bớt mệt nhoài hát xong trong kiếp về sầu. Lê Lợi kiếp về sầu, một ca khúc rất hay của thế hệ 80, anh chị ơi. Nếu anh chị thích bài này nên có số 1 để chúng em nhìn thấy cái tình cảm của anh chị với những ca khúc 80 được không ạ? Đúng rồi anh Tini ơi. Kiếp về sầu, bạn đằng sau hát hay thế. Xin giới thiệu với anh chị Huyền Nâu nha anh chị ơi. Diễm Huyền anh chị nha. Biệt danh là Nâu, nghệ danh đi hát là Phương Diễm Huyền. Các chị có thể lên YouTube và các chị gõ Phương Diễm Huyền để ủng hộ nha. Chào băng và Nhật Lệ nha anh chị ơi, đừng quên chúng em. Ngày chia tay không còn đời diêu phong, diêu phong. Một lần sau cuối cho anh thấy mang người. Cuộc sống vẫn tiếp nối, vẫn xa nhau, anh sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. Nhưng đêm tôi truyền miệng còn một mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Anh yêu em yêu say đắm không cần toàn tình, nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chưa sớm lãng quên tháng năm. Mười ca cho người em đến tiếng hát vút cao. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời, cùng ngàn mây trắng lượn lờ, vút cao bay lên chốn xa. Một người em đến góc phố hát ca. Wow, 10,5 anh chị. Từ nào chim em chung chim môi cười là đời anh bớt mệt nhoài hát xong trong kia. Ủa đúng rồi nó máu dữ vậy. Trời ơi đứng luôn hả? Đến tiếng hoa vút cao, vút cao. Chỉ có tia nắng ấm áp bên đời. Ủa, cao như vậy. Cùng ngàn mây trắng lừng lờ, vút cao. Chị đứng trước đi. Đó. Đến góc phố hát ca, hát ca. Từng đàn chim én chung chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài hát xong cho kiếp về sau. Chị ơi thế nào mà hôm nay Nhật Lệ đứng cao nhất thế này? Nó thành siêu mẫu này anh chị ơi. Bây giờ bài gì nữa lên được 10, 12 đi các chị ơi, bài gì ạ? Wow, bây giờ lên 16 chị Huyền ơi, rồi quá. Wow. Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Dạ. Có chặt không? Ok, ok. Hôm nay đứng với Huyền với lại Sao Băng tự nhiên Nhật Lệ được cao nhất anh chị ạ. Ôi trời ơi. Người ta cái gì, người ta kêu bằng cái gì? Người cái gì? Không biết nói cái câu gì, các chị nói cho em nghe đi cái gì. Một phút huy hoàng còn hơn cả đời không được cao nhất, đúng không anh chị ạ? Hôm nay em cao nhất. Ê! Em sướng rồi chị. 12 đi chị. Quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm được mang tựa đề Chỉ Riêng Mình Ta. Ok ok. Chỉ riêng ba đứa ta. Chỉ riêng 12.000 người kìa, 12,1 rồi anh chị ơi. Một sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Mình ta. Tiếng hoa thân thoát của những chú chim. Chụp ảnh đi chị ơi. Ngày vui lại lên sau lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất nỗi sao buồn tây. Trái đất ôi sao buồn tây. Trái đất ôi sao buồn tây. Lên tiếp tục anh chị ơi. Xuống phố bóng thấy thấp thoáng dáng ai vượt qua. 13, 13. Nhưng ngỡ bóng dáng mái tóc ngắt thương Huyền Nâu. Ok. Thì ra mình sai nên tưởng bóng dáng xưa trở về. Yeah. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Trái đất chỉ riêng mình ta. Trái đất chỉ riêng mình ta. Lẽ lâu anh chị ơi. Nụ hôn chưa ngọt môi chân rời mau nghe lòng nhớ. Bàn tay buông rời mau ngăn lệ rơi nghe lòng đau. Rồi anh quay mặt đi con đừng không nâu buồn tay. Nâu buông lơi bao thương yêu đem cháo anh đi chơi vơi. Chơi vơi chị. 13 chị ơi. Một tôi cứ mắc con thôi chỉ riêng mình ta. Mình ta. Có nỗi tiếng mãi mới biết trái ngang đời ta.
ngày em rời xa không lời nói chia ly vội vàng, để riêng mình ta ôm hình bóng đắng cay chỉ riêng mình ta, đắng cay chỉ riêng mình ta. Ở đây có hơn còn 13.000 người cơ mà, mình ta đâu xa hả anh chị ơi? Hôm nay lên 15 luôn cho Huyền choáng rồi. Sợ luôn anh chị ơi. Đâu đầu chưa choáng, chưa choáng. Choáng. Anh chị ơi, chúng em sắp tụt hết áp bên nơi đây anh chị ơi. Nhìn cái số view của sao quá trời ơi. 13 chị ơi. Nào tạo dáng anh chị chụp cái là nhân dịp đầu tiên ba chị em live phát. Cái tim chị Huyền ơi. Không, cái tim nào? Tạo dáng kiểu gì nữa? Hai đứa mình làm cái tim Huyền nâng. Ok, ok. Đây, chịu thế này. Đây, nó thế. Tập trung chuyên môn em ơi. Một sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Tiếng hót thánh thoát qua những chú chim vượt qua. Hay quá. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạc thường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất ôi sao wow. Buồn tênh. Trái đất ôi sao buồn tênh. Mà trái đất ôi sao buồn tênh. Dù vô bóng thấy thấp thoáng dáng ai vừa qua. Cứ ngỡ bóng dáng mái tóc ngát thương. Thơ mau. Thì ra mình say nên thương bóng dáng xưa trở về. Chiều đông ngày qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Trái đất chỉ riêng mình ta. Nụ hôn chưa ngọt môi, chân rời mau nghe lòng nhớ. Bàn tay buông rời mau, ngăn lệ rơi nghe lòng đau. Rồi nấu vai mặt đi, ta đừng không nỡ buồn tay. Đèn buông ly bà thương yêu, đèn chào anh đi chơi về. Chơi về. Lên luôn. Hey. Một tôi theo mắt con thấy chim dương mình ta. Con nuôi tiếng mai mới biết trái ngang đời ta. Ngày em rời xa không lời nói chia ly vội vàng, để riêng mình ta ôm hình bóng đắng cay chỉ riêng mình ta. Đắng cay chỉ riêng mình ta. Sao bằng với lệ gần giọng quá thì chị Huyền bảo quá dữ vậy, quá dữ chị ơi. Anh chị quá dữ chị ơi, quá đỉnh anh chị ơi, quá dữ luôn. Chơi lại cái gì đây, ai chơi lại anh chị đây. thế nào hát một bài nữa hả? Nữa chứ trời ơi. Bài gì chị Huyền? Chưa lên 15 là chưa nghỉ đâu. Chưa lên 15 chưa nghỉ anh chị? Không lên 13 đời không nể ăn lên rồi đúng không? 15. Lên 15 đi chị ơi. Mình không lên 15 là Huyền không nể mình đâu. Đúng rồi. Người ta gọi là gì ạ? Người ta gọi là một cây nằm chẳng lên non mà ba cây trụm lại nó nên hòn núi cao đúng không chị ơi? Thế nào lên 13 rồi cũng rất là, cũng gọi là núi cao rồi đấy anh chị. Mà lên được 15 nữa thì quá là đỉnh luôn anh chị ạ. À, không biết là có được xin được như thế không nhỉ anh chị nhỉ? Cứ lên thôi, bây giờ mình cứ quậy thôi, các chị thấy vui là các chị cho lên. 15 là máu, Huyền là Huyền sốc nặng luôn này. Tưởng đâu là hát tới sáng chứ vẫn còn sung. Huyền choáng choáng 15 thì mới xuống ấy. Huyền tính sao tính? Vô nè. Anh yêu lúc mới biết yêu lần đầu. Tình ta trong xanh như trang dưới trăng. Dưới trăng. Anh vẽ bức tranh yêu thương thật đẹp. Trong đó có hai trái tim kề bên. Nguyện thề đi chung trên con đường yêu. Dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhớ. Trên dưới trăng đó đến nay hào gầy. Gầy. Vì em xa anh ra đi chốn ơi. Anh ở nơi đây cô đơn bao ngày. Năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây. Mà người xa anh xa luôn tầm tay. Hứa quay về sau anh chờ hoài chẳng thể lễ hỡi. Mãi mong người trở về. Tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề. Cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ. Một ngày như thế. Đến khi người trở về, người lại bước đi bên nơi vậy kia. Để cho nỗi đau anh thêm nặng nề. Giờ đây ấm êm biết em cố nghe. Chỉ riêng mỗi anh mãi mong chờ em. Mà sao em đã người về tình không về. Ok hay không chị ơi? Lên lên. Lần đầu tiên kết hợp mà vui quá anh chị, lên con số 13 đúng không ạ? Ba chị em mình về tối nay nè, lại phải xem lại live và cười khúc khích rồi. Sao em cười khúc khích như thế? Em phải cười ha ha. Chị lên. Phải cười ha ha lên chị ơi. Nhân lệ của mình cao nhất. Hôm nay không em sợ. Sướng không anh chị ơi? Hôm nay em được cao nhất anh chị ạ.
Không sợ không sao cả, có sao bằng mình nhìn lại bảo kê rồi. Có, có chúng em bảo kê mà, anh chị bảo kê rồi. Tới bên đi chị ơi. Trang giấy trong đó đi mê hào gầy. Hào gầy. Vì em xa anh ra đi chốn anh. Ai, ai, ai. Anh ngỡ nơi đây cô đơn bao ngày. Năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây. Mà người ra anh ra luôn thầm tay. Hứa quay về sau anh chờ hoài chẳng thôi. Em ơi, mãi mong người trở về. Tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề. Cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thương mơ một ngày như thế. Đến khi người trở về, người lại bước đi bên ai vậy kia. Để cho nỗi đau em thêm nặng nề. Giờ đây ấm em biết anh có nghe. Chỉ riêng mỗi anh mãi mong chờ em. Mà sao anh nỡ. Người về tình không về. Are you ready? Người về rồi mà sao số điện thoại chưa về. Ok nhỉ? Rồi đấy nhờ bác nhớ. Vậy vậy đủ rồi đó. Sao mà số người về đây ba okay. Ba em vừa... chúng ta về với trạng thái ban đầu thôi. Vừa đen vừa nâu có đầy hết rồi mà vẫn số điện thoại chưa về. Quá chứ mà anh chị ơi. À, cảm ơn anh chị. À, sợ mai khẳng dòng mà anh chị. Chúng em là như vậy đó anh chị ơi. Nó vui một cái là không thể hãm được anh chị ơi. Ừ. Quên bỏ dép hả? Dạ, cảm ơn cô ạ. Cảm ơn anh chị, thực sự. Hôm nay chắc là Huyền Nâu về là mất ngủ đó anh chị ơi. Và chúng em còn choáng nữa là chị Huyền Nâu. Tại vì thấy bất ngờ quá, không nghĩ rằng là mọi người lại yêu mến. Sủi sẽ là ok nhất nha. Đúng rồi, sủi thì nó cao cấp hơn. Cho nên là collagen trong đó nó cao hơn á. Nó sẽ nhanh hơn. Chứ còn mỗi loại nó sẽ đều có một cái thế mạnh riêng của nó. Tiếp tục là bài gì đây? Bài gì đây? Dự đoán đây nào. Nhớ lúc trước em anh nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hay yêu màu xanh. Hay quá anh chị ơi. Mà nếu có lỡ xin ta sao chẳng thành, vì em xa đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, anh ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xa mến bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn thân không tiếc nhớ em mà ai suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tớ về. Đời đau nhói khi cây khó thương lá xa cành. Buồn theo số khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dẫu yêu em đau không em khi đã hay đã rời tay. Quý vị được lắng nghe một nhạc phẩm được mang tên đề Vĩnh Biệt Màu Xanh. Và ca khúc này cũng là ca khúc khép lại buổi live của ngày hôm nay ạ. Chưa. Chưa chị ơi. Chưa khép đâu. Khép lại chương trình âm nhạc đúng không? Chưa luôn. Chưa luôn. Ủa collagen mà nó phải khỏe như thế anh chị hát đến đêm luôn đó. Chị ơi. Overnight cơ mà. Đây là Diễm Huyền anh chị. Hôm nay là lần đầu tiên em được xuất hiện luôn ấy ạ. Dạ vâng ạ. Chị Huyền ơi hãy ở đây và cùng chill với chú ghe đi. Okay, anh chị tuyệt vời lắm. Tới sáng luôn. Sáng luôn. Có những lúc anh mơ tưởng rằng tìm đường em ở nơi cuối mây. Để đời anh thôi không xót xa, cô đơn không còn vây. Đừng khóc nữa không còn xanh. Đừng nhớ nữa khi đêm đen ghen kéo thật nhanh. Vì hôm nay anh theo em đi, về trời xanh xa nơi xa xăm em nhớ anh. Đây trời xanh có thâu có biết trái tim này. Còn tan không tin nhớ em mãi suốt em ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tớ bay. Đời đau nhói khi cây cô thương lá xa cành. Buồn theo dấu khi cơn đau mãi
trời xanh có thương có biết trái tim này. Còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Lòng thế nào cho em hay ba đã mong mong được to bay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cay. Buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lại. Người dấu yêu em đau không em khi ta tay đã rời tay. Người dấu yêu em đau không em khi ta tay đã rời tay. Cho thế gian này anh theo em thôi xin. Vì anh biết màu xanh. Một tràng vỗ tay dành cho Diễm Huyền, Quang, Chapang và Nhật Lệ. Nhật Lệ không à? Nhật Lệ. Anh chị tưởng ma gọi. Tại anh nó chị... đang, tại vì đang không khí thiệt tình, chị... nhiều năng lượng hơn để hát cho anh chị nghe được không ạ? Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hello anh chị nào. Em hết yêu anh rồi, anh rồi. Em hãy nói đi người ơi. Anh vô tâm hay là anh đã sai mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không hợp, không hợp. Em nói anh không còn như trước. Nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Ba con chị ơi. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khát xưa nhiều lắm. Và dường như em hiểu ra một điều, Huyền đã hết yêu lệ phải không? Chắc vậy. Vậy thì anh sẽ bước ra đi. Hay quá anh chị ơi. Trả lại em những ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Hey, chào anh Thành, chào chị Giấy Dầu Ngọc nè, chào chị Phạm Hương á, chào chị Võ Thị Phạm Hương Hồng đó. Rất là nhiều lời khen cho Huyền Nâu nè. Dạ vâng, cảm ơn chị Huyền. Ưu tiên Huyền Nâu nhá. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn. Anh chị ơi, lần đầu tiên ai lên live cũng như vậy, rất là run anh chị ạ. Mà chỉ cần anh chị đón nhận và yêu thương thôi, chúng em sẽ luôn luôn cố gắng hơn để hát nhiều bài hay cho anh chị nhá. Hãy cùng welcome, welcome tất cả chúng em nha anh chị ơi. Đúng rồi. Yêu tất cả anh chị ạ. Love you. Love you. Có phải em biết yêu anh rồi không đâu? Em hãy nói đi người ơi. Anh vô tâm hay là anh đã sai mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không hợp. Em nói băng không còn như trước. Ok. Nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau, bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Và dường như anh hiểu ra một điều. Điều gì nè? Băng đã khác xưa nhiều lắm. Khác không ta? Và dường như em hiểu ra một điều, Huyền đã hết yêu lệ phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi. Ok. Trả lại em những ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Và dường như anh hiểu ra một điều, lại đã khác xưa nhiều quá. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi. Trả lại em những ngày băng chưa đến. Và khi em ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng nghĩ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Cảm ơn những lời khen của anh chị rất là nhiều. Chị Huyền thấy anh chị yêu thương chúng mình không? Đây đó. Nè, đọc comment không kịp luôn đó quý vị. Cảm ơn những lời khen của tất cả cô chú và tất cả các anh chị nha. Quá tuyệt vời anh chị ơi. Quá tuyệt vời chị Huyền ơi. Lên hai bài rồi. Đầu tiên mà lên gần con số 4 anh chị ạ. Chúng ta hãy dành tặng cho ba em gái ngày hôm nay sự kết hợp đầu tiên lên con số 4 để chúng em có nhiều năng lượng hơn nào anh chị nào.
Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúng em không thể gửi riêng lời khen đến từng anh chị được, và chỉ mong anh chị chúng ta sẽ thông cảm cho chúng em nhá. Bởi vì mày hát có mà anh chị ơi, năng lượng quá mà, đúng không chị Huyền ơi? Đó là lần đầu tiên chị Huyền lên live nhưng mà nhìn cái lời khen của anh chị chạy như mưa anh chị ạ, thực sự là quá là tuyệt vời đúng không? Đúng rồi. À, và một cái lời này là bảo đảm chắc chắn là Huyền muốn nói lắm nhưng mà Huyền mới lên lần đầu live cho nên là Huyền ngại không muốn nói. Cho nên là thay cái lời bài hát này bằng những lời mà Huyền muốn nói với các chị đây. Thôi hai đứa mình cũng nói ké luôn. Ok. Đúng rồi, tiếp tục. Mấy khi chị mình nói ké Huyền luôn à. Yeah. Hãy cho Sa Băng, Nhật Lệ và Huyền Nâu một vài lượt chia sẻ thôi các anh chị ơi. Ba cô gái cùng xinh đẹp, cảm ơn anh chị rất là nhiều nè. Hello, hello anh chị. Yeah. Hãy cho tôi nụ cười người ơi. Hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Nắm chặt tôi, nụ cười là lời nói với tôi rằng anh rất vui. Để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có như khơi. Anh cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, cay đắng. Em cho tôi bao ưu phiền lắng đọng. Em cho tôi mê, em cho tôi say. Em cho tôi quên luôn kiếp tù đài. Ok anh Thành Lê, chị Hồng Nguyễn nè, chị Sửa, anh Xuân Ngọc, anh Huỳnh Hoàng, tất cả anh chị Hòa Vũ nè. Yeah. Huyền Lam tên lạ và hay lắm. Yeah. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Hoàng Quả Vân nè, chia sẻ rực rỡ nha. Em ngồi sau hát hay lại xinh quá. Rồi chị ơi. Ủa, như thế này không máu lửa là không được nha Huyền nha. Yeah. Chỉ cần như vậy thôi là chúng em đủ tự tin để ngồi để hát, anh chị nghe rồi nè. Cái anh là Thanh Thành đó là cà phê nâu nay nhiêu tuổi. Thôi không đi hỏi tên phụ nữ đâu. Biết sợ mặt anh chị ạ. Hãy cho tôi nụ cười người ơi. Hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Ném chấp tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng em rất vui. Để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có như bốn ca chị ơi. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, cay đắng. Em cho tôi bao ưu phiền lắng đọng. Em cho tôi mê, em cho tôi say. Em cho tôi quên luôn kia tù đài. Hey! Anh chị ơi, hôm nay anh chị lên con số 5K để tặng Huyền Nâu thôi anh chị nào. Lần đầu tiên lên live anh chị tặng chúng em 5K đầu tiên đi anh chị ơi. Hôm nay là cái chị làm sao mà cho Huyền choáng rồi lên 15K luôn là Huyền choáng ngay. Choáng liền, tăng cơ một đà để lại số điện thoại giúp em nha. Nhật Lê với Sa Băng còn choáng nữa mà chị Huyền Nâu đúng không ạ? Lê tìm hoài và Lê Thị Tâm ơi để lại số điện thoại giúp em nha. Cảm ơn anh Toàn Huyền, chị Toàn Huyền. Ok anh Sắp Văn này. Lệ gần băng thì nhây hơn thì phải. Có lẽ nào. Rực rỡ không anh chị ơi? Hôm nay có Huyền Nâu là một nhân tố rất là mới này anh chị. Nên là ba chị em sung quá trời anh chị ơi. Đã dành được, đã tập từ chiều giờ đó anh chị ơi. Để dành những cái ca khúc nào mà hay nhất dành cho anh chị. Và chỉ cần anh chị ở đây để theo dõi chúng em, cổ vũ chúng em được thôi nhá. Bạn này được không Huyền? Được không chị? Được không? Đấy đấy. Chị cần chị bật công tác thôi là lên luôn à. À, cái chị yêu cầu vậy em nên dừng lại nhiều quá nào Huyền, ok không Huyền? Dạ yeah, okay, ok luôn đúng rồi. Phải đọc ra như thế chứ nàng ta đang cận thị. Nheo hoài móng tay. Nhớ khi chiều tà thích ở bên anh tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuôi, yêu đuôi. Bộn bề đằng sau những nụ cười. Hắn trách gió anh chẳng chịu thương em đến nơi. Quẩy lên chị Huyền ơi. Lên chưa? Lên đây là mày máu nữa chị ạ. Chị đừng ngại nha, anh chị yêu thương mình mà. Nói thế nhưng mà dịu dàng một tí nữa thì tuyệt vời à, không phải chị Huyền chuẩn bị là thùy mị hơn cả Nhật Lệ rồi này anh chị này đó. À, quá thùy mị luôn. Nhưng mà chị ơi, ngồi cạnh chúng em chuẩn bị lại nhây giống chúng em ấy nè, đúng không ạ? Mỗi người mỗi màu sắc thì các chị mới không bị nhầm chán đâu cái chị ha. Em cũng thùy mị mà, chị cũng thùy mị. Cả gia đình chúng ta ai cũng thùy mị hết. Ok. Nhiều lần thấy em khóc, em khóc. Khổ đau điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng.
nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo. Sao lúc này em tâm cần lý do? Nắm tay chị. Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn, ai thâu? Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Em chào strip ạ. Thôi em đừng nặng lòng anh ta. Anh ta muộn phiền làm chi rồi cha. Sáng cũng buồn, tối em đau, đêm về lại khóc. Sao em không nhìn về tương lai? Tương lai hình hài là một nhánh hoa dài, gió xanh sao được với những đóa hoa hồng lặng lẽ. Người con gái chẳng cần phiêu xa, phiêu xa nụ cười đẹp nhất khi chiều tà. Thích ở bên ai, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối, yêu đuối. Bộn bề đằng sau những nụ cười, hàng tránh gió anh chẳng chịu thương em đến nơi. Hey! Chị Huyền ơi, hôm nay anh chị hỏi nhiều quá. Thế rồi anh chị hỏi là hôm nay có nhân tố mới hay quá. Dạ, xin giới thiệu với chị nhá. Chị Huyền đâu, giới thiệu lại một lần nữa đi cho anh chị nhìn này. Ờ, dạ vâng ạ, em nghệ danh là Phương Diễm Huyền, biệt danh là Huyền Nâu ạ. Dạ vâng. Huyền Nâu, welcome. Chai nó là cà phê nâu luôn rồi. Cà phê nâu. Hôm nay chắc Huyền phải hát cháy luôn. Đúng rồi. Hát cháy luôn. Hát tới công chuyện luôn. Công chuyện luôn á. Sợ chưa? Công chuyện luôn nha mấy chị. Chị ơi, nó phải như vậy chị. Disability mà anh chị. Đúng rồi. Tại sao em cứ phải luôn phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn anh thâu. Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta. Anh ta muộn phiền làm chi rồi cha. Sáng cũng buồn, tối em đau, đêm về lại khóc. Quá xinh chết ơi. Nếu em không nhìn về tương lai, tương lai hình hài là một nhánh hoa dài, gió xanh sao được với những đóa hoa hồng lạ lơi. Người con gái chẳng cần kiêu xa, kiêu xa nụ cười đẹp nhất chưa nào. Thích ngỡ bên anh, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối, bốn bề đằng sau những nụ cười, thân trái gió anh chẳng chịu thương em đến đây. Nắm con ơi chị nào, nắm ca đi chị. Hôm nay là nhất định phải lên số 15 cho Huyền choáng rồi các chị. Dạ ơi. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Sao lại có người xinh như em kia nhỉ? Sao anh chị có những cái lời khen mà đặc biệt như vậy để cổ vũ động viên đúng không anh chị? Đúng rồi. Quá tuyệt anh chị ạ. Vậy là Huyền phải hát và máu lửa lên. Dữ dằn nha. Cảm ơn anh Thiện nè, cảm ơn anh Trung yêu nè. Kiểu này chuyến sau em phải sắm thêm cái kính cận mới được. Em còn cận nữa là chị anh chị ạ. Yeah. Mai chúng ta phải đeo kính và để đọc rõ bình luận hơn chị Huyền ạ. Tiếp tục là chị bài yêu nha. Ước gì okay. Nha. Ok chị Tuyết Trương nè. Cảm ơn tất cả anh chị yêu. Cảm ơn chị ạ. Ước gì được lên 5K hả? Ước đi chị, ước đi. Vâng ạ. Chào các chị được. Gái yêu thương của em á. Em đã sống nhưng đêm trời có ánh trăng chưa vàng, chưa vàng. Em đã sống nhưng đêm ngoài kia biển supercar. Ước gì anh ở đây giờ này, giờ này. Ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngân câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, giờ này.
cứ gì em đưa nghe dòng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Hay quá anh chị ơi. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người người yêu anh hỡi. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn. Để giờ đây cô đơn vắng tay, đời em đã vắng ai rồi. Gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Cảm ơn anh Hải nha, váy của em nào cũng đẹp hết trơn á, giờ giọng em nào cũng hay hết trơn. Giọng chị Phương ơi, này là chị có mà rất là vui rộn trong lòng các chị ơi. Chị Ngân Khánh này, anh chị ơi, nhiều bình luận quá trời khen nào. Huyền hát hay nè, Sao Băng xinh gái nè, Nhân Lệ dễ thương nè, toàn những cái bình luận tuyệt vời anh chị ạ. Và cảm ơn tất cả anh chị nhá. Và số 5 đi anh chị ơi, cho bye, Huyền khiếp đi anh chị. Chuyện gì đang xảy ra? Em đã sống cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh, cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em sao anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người người yêu anh hỡi. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn. Để giờ đây cô đơn vắng tay, đời em đã vắng ai rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Ước gì em đã không lượt lời, ước gì ta đừng có giận hờn. Để giờ đây cô đơn vắng tên, đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có. Ok chị Nhung tạ tam cào đen, đúng rồi anh chị ơi, Sao Băng như búp bê Huyền Nâu hay quá, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đúng rồi anh chị, giọng rất là đặc biệt đúng không anh chị, mỗi người sẽ có một cái giọng rất là đặc biệt anh chị nhá. Sao các anh chị dễ thương thế nhở? Dễ thương đáng yêu thế nhở? Hát tuyệt vời anh chị, chỉ cần như vậy thôi đúng không chị Huyền, là đúng mình rồi. Đã có nhiều năng lượng để hát rồi anh chị ạ. Anh chị nói là ba đứa mình có hát được bài Đêm Huyền Diệu hay không? Em có đọc được không? Em có chứ. Mặc dù comment lướt qua như một cơn gió em đọc được. Hay là Huyền có thấy không? Huyền có đọc được không Huyền? Không luôn á chị. Trời. Chị ơi, về với DC là mắt chúng ta phải tinh vào. Biết sao? Em 10 chấm. Kiểu như em cứ tập trung quá xong mà em chưa thể nào mà em đọc comment của mọi người được. Và em sẽ cố gắng để mới vậy đó tiếp nhận điều đó. Từ từ là tia nhanh lắm. Mắt chúng ta chuẩn bị là tia nhanh lắm anh chị ạ. Bởi vì bình luận anh chị chạy nhanh mà chúng ta không tia nhanh là sẽ bỏ sót đó anh chị. Huyền là một cô gái rất là dễ thương, Sao Băng gặp được mấy lần rồi và rất là thích cái cô bé này. Cho nên là các chị ơi, cùng động viên, cùng chia sẻ cho hôm nay là Huyền hết hồn với nhà DC mình luôn nha anh chị nhá. Yeah, ok chị Lê Nhật đẹp quá, cảm ơn anh chị xinh quá, cảm ơn anh chị yêu thương nha. Dừng mơ đi. Huyền có muốn đi hai mơ không? Có muốn say rượu không hả anh chị ơi? Huyền có muốn đi chợ không? Thôi nhây vừa thôi anh chị khiếm đấy. Hôm qua coi lại cười muốn xỉu luôn anh chị. Có ai coi mà cười giống tụi em không? Không ngờ hai đứa mình nhây như thế. Nếu em thiếu anh trên đời hoặc là thương nhớ biết bao nhiêu rồi. Nếu vắng anh một ngày thì là một ngày chẳng vui.
sức của mình. Hẳn là năm tháng ý xuân không tan. Nếu thấy anh là buồn thì sao? Thì lòng này còn buồn hơn. Đi đâu chị Huyền ơi? Chắc chắn quên từ một đêm cùng nhau, nhịp lòng hòa trong tình yêu của thời niên thiếu. Nhìn bầu trời theo đời sao, dù rằng mình chia cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quen biết nhau một ngày, một ngày để mà thương nhớ suốt bao cuộc đời. Giữ phút giây ban đầu, và chút tuyệt diệu tình yêu. Phạm Hương nào, kênh chị nè, rất nhiều bình luận anh chơi lên 5k đấy kìa. Sao cứ 4.8, 4.9 anh chị lên hẳn 5k cho khiếp đình chị nào. Anh chị ơi, làm cho lệ cho Huyền khiếp luôn. Khiếp đình chị ơi, hôm qua là em khiếp rồi, hôm nay để Huyền khiếp. Dạ, ok. Ê, báo cái này chị ơi, chia sẻ được rõ lên được các chị nha. Huyền đâu chào tất cả quý vị anh chị nha. 5k đi anh chị ơi. Trên đời hoặc là thương nhớ biết bao nhiêu rồi. Thật thật không, nếu bằng ngày một ngày, một ngày thôi thì là một ngày chẳng vui. Nếu luôn có bằng bên môi rời sao đây, hoặc là năm tháng ít xuân không tan. Nếu thấy Huyền lo buồn rất buồn thì lòng lệ còn vui hơn. Đất này ai ấp kể từ một đêm cùng nhau, nhịp lòng hòa trong tình yêu của thời niên thiếu. Nhìn bầu trời theo đây sao, dù rằng mình chia cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quen biết nhau một ngày, một ngày để mà thương nhớ suốt trong cuộc đời. Giữ phút giây ban đầu và chờ tuyệt diệu tình yêu. Hay không anh chị ơi? Quá hay. Năm qua rồi chị kìa. Người ta bảo là mèo khăn mèo dài đuôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. View của mình đã lên hơn 5k rồi. 5.1 rồi. Wow, chị Huyền ơi, ơi, sợ dần đều chứ? Trời ơi, sợ chưa, sợ chưa? Lát nữa lên cái số 1 là ba chị em chạy mất dép. Nhưng mà nó chạy quá trời luôn. Không kịp chạy luôn. Như mưa thế này, đọc không kịp luôn. Cho nên là không quên chưa chào ai thì mong các chị thông cảm nhé các chị ơi. Dạ vâng ạ, đêm Huy Diệu vừa xong cái khúc này ạ. À, bây giờ tiếp tục đi nhé nhờ. Dạ chị ơi, chần chừ gì mà không lên 6k hả anh chị ơi? Thứ nhất là lên 6k là Huyền sợ này, lên 7k là Sao Băng sợ này, và lên 10k là cả ba chị em sợ anh chị ơi. Lên 10k là lệ chạy mất dép này. Mất dép luôn. Lệ chạy đi là tụi mình cũng dí theo luôn đây. Ok. Ngày em ra đi đây chị nào. Quá xuất sắc, cảm ơn anh chị Lê nhá. Chị Trần Toan, anh Phạm Hổ này, 5.3 rồi anh chị kia. Nữa chứ nhờ các chị. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông, cho tháng năm anh thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn mê đầy, giờ đôi tay ấy lau mắt lệ ngàn đời biệt ly. Thích Huyền rồi, không thích Sao Băng nữa. Chiều trên sân ga, tia nắng nghiêng xuyên qua ngàn lá, xuyên qua ngàn lá, giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao lệ Sao Băng được. Yêu Nguy Huyền rồi, lệ em rơi mãi, ai biết được lòng này khổ đau. 6k đi chị ơi, 5.7 rồi kìa chị kìa. Khổ lên nào anh chị ơi. Tàu đến rồi em. Tàu đến chị, nó kêu cái gì kìa. Tiếng còi vang, còi vang để mang em về đó.
lòng anh nát tan theo con tàu hồ. Tàu xa khuôn bóng, anh ngỡ rằng mình còn chiêm bao. Ê! Đường em đang đi, mày cay chị em có nghe con tim vừa ý, con tim vừa ý. Chẳng con đường vui, đang nở hoa nên quên hẹn thề. Cô đơn anh về, đường xưa mưa rơi âm thầm. Từng đêm tiếp nối anh đã nghe hôn mình lạnh cơ. Bảy ca đi chị ơi, bảy ca say tình bên chị nào. Em sắp say rồi chị ơi, em tỉnh lại say đấy chị ơi. Say rồi. Hay quá, cảm ơn anh chị rất là nhiều anh chị đang khen chúng em ạ. Bảy ca nào anh chị cho rực rỡ nào anh chị nào. À, khen các bạn mới xuất sinh đã hát hay nữa kìa, quá vui Huyền ơi. Quá là xuất sắc, quá là vui luôn rồi chị ơi. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý, con tim hành lý để quên mùa đông, cho tháng năm em thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn lai này, giờ đôi tay ấy đi nắm tay của Huyền rồi kia. Nắm cho nó ghen này. Chiều trên sân ga, tia nắng nghiêng xuyên qua ngàn lá, xuyên qua ngàn lá. Giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhàn nhòa. 8K nào anh chị ơi. Bên nhau phút này làm sao đâu xa anh được, đâu xa anh được. Lệ rơi mãi mãi đâu biết được đâu lòng biết. Mình khổ đau. Yeah. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Huyền Long xin gửi chào đến tất cả quý anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Nâu quá xong rồi tới đèn hát. Tiếng còi vang, còi vang để mang anh về đó. Lòng nâu nát tan theo con tàu. Tàu xa khuôn bóng, đâu ngỡ rằng mình còn chiêm bao. Đường đen đang đi, đen luôn, đen có nghe con tim vừa ý. Ok, chịu rồi chị ơi. Chắc con đường vui, đang nở hoa nên quên hẹn thề. Cô đơn anh về, đường xa mưa rơi âm thầm. Từng đêm tiếp nối, anh đã nghe hồn mình lạnh căm. Cô đơn anh về, đường xưa mưa rơi âm thầm. Từng đêm tiêm nối, anh đã nghe hôn mình lạnh căm. Anh chị ơi, 8K cái ba chém mình quá nào chị Huyền ơi, quá tuyệt vời cho sự xuất hiện ngày hôm cảm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn đã yêu mến ba chị em cả ngày hôm nay. Đây là cũng là cái nguồn động lực mà cho em á. Chắc là hôm nay hát tới bến luôn. Tới bến luôn anh chị. Tới luôn chứ làm nửa bến đâu có được em. Nửa bến là ấy, ủa mình đang bấm. Anh chị ơi, vui là chính mà anh chị ơi, chúng ta cùng cổ vũ cho ba chị em, nhất là Huyền Nâu nha anh chị, bởi vì đây là lần đầu tiên mà Huyền Nâu xuất hiện trên live stream và rất là run anh chị ơi, bởi vì Nhật Lệ và Sao Băng cũng có lần đầu tiên mà ai đúng cũng run anh chị ơi. Chỉ cần anh chị trao những cái lời yêu thương để chúng em có thật là nhiều năng lượng và kết hợp với nhau thật là chỉn chu, cũng như là dành những bài hát thật là hay dành cho cô chú anh chị để ngày hôm nay tuyệt vời hơn ngày hôm qua nha anh chị. 8,4 rồi nên có chiếu 9 đi anh chị ơi. Anh không thì nói là lên hát bài Dáng Em đi cho lên số 11 luôn kìa. Ok man, em có nên tin điều này không? Tin đi em, tin đi. Huyền ơi, mình có nên tin không Huyền? Em sẽ tin về điều đó. À, đúng rồi, mình cứ đặt niềm tin đi nhờ. Tới đầu tới à. Trời, nhạc máu như thế này mà không lên thì làm sao? Cảm ơn chị Quỳnh Chi. Remix đi anh ơi, đang hát remix mà anh. Ê, có phải rất cao đâu á. Anh khóa đào nè. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ thầm, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào, nghẹn ngào. Và em buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết anh ra đi không đi trở lại. Nói đi anh bao sương gió trong đời oan trai, mà sao anh mang thân đi suốt thanh dài. Nói đi anh bao nhiêu ân tình chúng ta, đã mãi mãi từ đây theo anh đi về nơi xưa già. Tình cỡ năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đã
đang kề thân xác thôi, bởi những nhớ nhung gồng khi nào mang anh về lại. Nói đi anh, bao sương gió trong đời oan trai, oan trai. Mà sao anh mang thân đi suốt canh dài? Chị ca đi chị đâu? Nói đi anh, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ đây theo anh đi về nơi xứ xa. Gió anh hôm nào, anh hôm nào đứng giữa linh cây chơi khi tôi chợt mơ thấy. Lên nào chị, gió anh trong vòng tay cùng tôi mãi nguyên lưu đời sống này. Số một anh chị ơi. Sáng anh mơ hồ, hóa chất ca tim trôi trùng tiếng nuôi. Sợ cho chị ơi. Gió nhân gian cuồng quay, còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ. Oh, oh. Chị ơi, số một đi. Con số 10 còn cách đâu xa nữa đâu, cùng vậy bước nữa thôi. Yeah. Lên con số 11, ba chị em bỏ ghế nhảy đi chị luôn. Ok không? Hôm nay có ba chuẩn bị dày rồi. Hey, hey, hey. Nghe xong muốn tụt ghế luôn rồi nè. Nghe xong muốn bỏ ghế luôn đấy chị ạ. Máu đứng lắm rồi đấy, chỉ cần một cục bật công tắc 11 k thôi là lên luôn chị ạ. Bật công tắc nào, bật công tắc. Đâu phải lắc. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thất than, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào. Và em buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết anh ra đi không khi nào trở lại. Nói đi anh, bao sương gió trong đời ăn trai, mà sao anh mang thân đi suốt canh dài. Nói đi anh, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo anh đi về nơi xứ xa. Chị Huyền ơi. Tình có năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Nhảy luôn anh chị. Tình yêu hôm nào như đang cây thân xác thôi, bởi những nhớ nhung như không khi nào em chưa về lại. Ok chị Quỳnh Chi. Nói đi anh, bao sương gió trong đời oan trai, mà sao anh mang thân đi suốt cây dài. Nói đi anh, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ đây theo em đi về nơi xứ xa. Ok. Giang đâu hôm nào, hôm đứng giữa linh hồn khi đèn chợt mơ thấy. Giang đen trong vòng tay cùng tôi mãi lên lưu đời sống này. Vui quá anh chị. Thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Bao giờ mười rồi. Dẫu nhân gian cuồng quay, còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ. Đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Dẫu ai trong vòng tay cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này. Dẫu anh mơ hồ, thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếng nuối, tiếc nuối. Dẫu nhân gian cuồng quay, còn tôi đứng mãi nơi này ngóng chờ. Oh, ok, bài hát tự hát dáng đen rồi. Một người quá trời chị ơi, nâu với trở đen anh chị ơi. Trêu nhau là chính anh chị, để cho anh chị vui anh chị ạ. Đúng rồi. Chúng em không có biết làm gì, chỉ muốn anh chị vui thôi anh chị. Vui là trên hết cái gì, một liều gì, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đôi khi cho nên là phải vui tí thôi. Không vui biết làm sao bây giờ. Em mong là chị Huyền vào đây cũng sẽ gọi là đừng nhây như chúng em đi, cho nó vui anh chị ạ, đúng không ạ? Dần dần là sẽ nhây như chúng mình thôi. Đúng chị rồi. Huyền ạ. Em tin là như vậy. Hát nữa bởi đi. Vì ngày xưa em thùy mị lắm mà bây giờ em khác rồi anh chị ạ. Bây giờ mình lên bài này lên số 10 là banh nóc luôn, một dục banh, ghế hết. Banh nóc. Sắp mua ghế ghế mới dục hết. Xếp vào nhà xem mà khiếp ba đứa này ở đây. Ba đứa mày kêu là ba đứa mày dẹp dẹp cái ghế thôi, ghế mới mua là đấy. Banh nóc nhà DC rồi anh chị ạ. Tiếp tục kiếp vessel. Cảm ơn chị Ngân Khánh nhá. Từ khi em không còn về quanh sân, là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng. Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em đang bên nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, trong tay chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài. Có con sóng ngoài cửa chen vào thuyền anh cuốn đi rồi những ước mơ sau cùng. Chào bóng. Ngày chia tay anh một đời rêu phong, phong, phong. Một lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vang xa nhau, anh sống vô trường. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chia hai. Chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời.
những đêm tối triền miên còn một mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Say đắm không cần toàn tình, nghĩ suy làm chi, anh yêu em sao chưa xót, lãng quên tháng năm ấy. Đêm tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lừng lờ, vút cao bay lên chốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim ăn chung chiếc môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát xong trong kiếp về sầu. Vessel, một ca khúc rất hay của thế hệ 8X anh chị ơi. Nếu anh chị thích bài này nên có số 1 để chúng em nhìn thấy cái tình cảm của anh chị với những ca khúc 8X được không ạ? Đúng rồi anh Tini ơi. Kiếp Vessel. Bạn đằng sau hát hay thế. Xin giới thiệu với anh chị Huyền Nâu nha anh chị ơi. Diễm Huyền anh chị nha. Biệt danh là Nâu, nghệ danh đi hát là Phương Diễm Huyền. Các chị có thể lên YouTube và các chị gõ Phương Diễm Huyền để ủng hộ nha. Cho băng và nhận lệ nhanh chị ơi, đừng quên chúng em. Ngày chia tay không còn đời diêu phong, một lần sau cuối cho anh thấy mọi người. Cuộc sống vẫn tiếp nối, đang xa nhau anh sống vô chừng. Một còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. Nhưng đêm tôi truyền miên còn một mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Hay quá anh chị. Anh yêu em yêu say đắm không cần toàn tình, nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chưa sớm lãng quên tháng năm. 10K cho người em đến tiếng hát vút cao. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời, cùng ngàn mây trắng lượn lờ, vút cao bay lên chốn xa. Một người em đến góc phố hát ca. Wow, 10,5 anh chị. Từng nàng chim em chung chỉ một cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát xong trong kia. Ủa đúng hẳn á, máu dữ vậy. Trời ơi, đứng luôn hả? Đến tiếng hót vút cao, vút cao. Chỉ còn tia nắng ấm mắt bên đời. Vút cao như vậy. Cùng ngàn mây trắng lừng lờ, vút cao. Chị đứng trước đi. Đó. Hey. Đến góc phố hát ca, hát ca. Từng đàn chim én chung chiếc môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát xong cho kiếp về sau. Chị ơi, thế nào mà hôm nay Nhật Lệ đứng cao nhất thế này? Là thành siêu mẫu này anh chị ơi. Bây giờ bài gì nữa lên được 10, 12 đi các chị ơi, bài gì ạ? Wow, 16 chị Huyền ơi, dồi ôi quá. Wow, cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Dạ, có chặt không? Ok. Hôm nay đứng với Huyền với lại Sao Băng tự nhiên Nhật Lệ được cao nhất anh chị ạ. Ôi trời ơi. Người ta kêu bằng cái gì? Người gì? Không biết nói cái câu gì, các chị nói cho em nghe đi cái gì. Một phút huy hoàng còn hơn cả đời không được cao nhất đúng không anh chị ạ? Hôm nay em cao nhất em sướng rồi anh chị. 12 đi chị. Quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm được mang tựa đề Chỉ Riêng Mình Ta. Ok. Chỉ riêng ba đứa ta. Chỉ riêng 12.000 người kìa, 12,1 rồi anh chị ơi. Một sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Mình ta. Tiếng hoa thân thoát của những chú chim. Chụp ảnh đi chị ơi. Ngày vui lại lên sau lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất ôi sao buồn tây. Trái đất ôi sao buồn tây. Lên tiếp tục anh chị ơi. Xuống phố bóng thấy thấp thoáng dáng ai vượt qua. 13 ngỡ bóng dáng mái tóc ngát hương Huyền Nâu. Ok. Thì ra mình sai nên tưởng bóng dáng xưa trở về. Yeah. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Trái đất chỉ riêng mình ta. Lẽ nào anh chị ơi. Nụ hôn chưa ngọt môi chân rồi mau nghe lòng nhớ. Bàn tay buông rời mau ngăn lệ rơi nghe lòng đau. Rồi anh quay mặt đi con đừng không nâu buồn tay. Đâu buông lời bao thương yêu đem cháo anh đi chơi vơi. Chơi vơi chị. 13 chị ơi. Một tôi cứ mắc con thái chỉ riêng mình ta. Mình ta. Có nuôi tiếng mãi mới biết trái ngang đời ta.
ngày em rời xa không lời nói chia ly vội vàng, để riêng mình ta ôm hình bóng đắng cay chỉ riêng mình ta, đắng cay chỉ riêng mình ta. Ở đây có hơn còn 13.000 người cơ mà, mình ta ở đâu ra anh chị ơi? Hôm nay lên 15 luôn cho Huyền choáng rồi. Sợ luôn anh chị ơi. Đâu đầu chưa choáng, chưa choáng. Choáng. Anh chị ơi, chúng em sắp tụt hết áp bên nơi đây anh chị ơi. Nhìn cái số view mà sợ quá trời ơi. 13 chị ơi. Nào tạo dáng anh chị chụp cái là nhân dịp đầu tiên ba chị em live phát. Cái tim chị Huyền ơi. Không, cái tim nào? À hả? Tạo dáng kiểu gì nữa? Hai đứa mình làm cái tim Huyền nâng. Ok, ok. Đây, kiểu thế này. Đây, nó thế. Tập trung chuyên môn em ơi. Mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Tiếng hót thánh thoát của những chú chim vượt qua. Hay quá. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạc thường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất ôi sao buồn tây. Trái đất ôi sao buồn tây. Mà trái đất ôi sao buồn tây. Dù cô bông thấy thấp thoáng rằng ai vừa qua. Cứ ngỡ bóng dáng mái tóc ngát thương. Thơ mau. Thì ra mình say nên thương bóng dáng xưa chưa về. Hey. Chiều đông ngày qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Mà trái đất chỉ riêng mình ta. Nụ hôn chưa ngọt môi, chân rời mau nghe lòng nhớ. Bàn tay buông rời mau, ngăn lệ rơi nghe lòng đau. Rồi nâu quay mặt đi, ta đừng không nỡ buồn tay. Đèn buông ly bao thương yêu, đèn chào anh đi chơi về. Chơi về. Anh đi chơi về. Lên luôn. Hey. Muốn tôi theo mắt con thấy chỉ riêng mình ta. Có nỗi tiếng mai mới biết trái ngang đời ta. Ngày em rời xa không lời nói chia ly vội vàng, để riêng mình ta ôm hình bóng đắng cay chỉ riêng mình ta. Mà đắng cay chỉ riêng mình ta. Sao bằng với lệ gần giọng quá thì chị Huyền bảo quá dữ vậy, quá dữ chị ơi, anh chị quá dữ chị ơi, quá đỉnh anh chị ơi, quá dữ luôn. Chơi ai chơi lại cái gì đây, ai chơi lại anh chị đây. thế nào hát một bài nữa hả? Nữa chứ trời bài, ơi. Bài gì chị Huyền? Chưa lên 15 là chưa nghỉ đâu. Chưa lên 15 chưa nghỉ anh chị? Không lên 13 đời không để ăn lên rồi đúng không? 15. Lên 15 đi chị ơi. Mình không lên 15 là Huyền không nể mình đâu. Đúng rồi. Người ta gọi là gì ạ? Người ta gọi là một cây nằm chẳng lên non mà ba cây trụm lại nó nên hòn núi cao đúng anh chị ơi. Thế nào lên 13 rồi cũng rất là, cũng gọi là núi cao rồi đấy anh chị. Mà lên được 15 nữa thì quá là đỉnh luôn anh chị ạ. À, không biết là có được xin được như thế không nhỉ anh chị nhỉ? Cứ lên thôi. bây giờ mình cứ quậy thôi, các anh chị thấy vui là các anh chị cho lên. 15 là máu Huyền, là Huyền sốc nặng luôn này. Tưởng đâu là hát tới sáng chứ vẫn còn sung. Huyền choáng choáng 15 thì mới xuống ấy. Huyền tính sao tính. Vô nào. Anh nghe lúc mới biết yêu lần đầu. Tình ta trong xanh như trang dưới trăng. Dưới trăng. Anh vẽ bức tranh yêu thương thật đẹp. Trong đó có hai trái tim kề bên. Nguyện thề đi chung trên con đường yêu. Dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhớ. Lên lên. Trên dưới trăng đó đến nay hào gầy. Gầy. Vì em xa anh ra đi chốn ơi. Anh ở nơi đây cô đơn bao ngày. Năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây. Mà người xa anh xa luôn tầm tay. Hứa quay về sau anh chờ hoài chẳng thể lễ hỡi. Mãi mong người chưa về. Tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề. Cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ. Một ngày như thế. Người trở về, người lại bước đi bên nơi vậy kia. Để cho nỗi đau anh thêm nặng nề. Giờ đây ấm êm biết em có nghe. Chỉ riêng mỗi anh mãi mong chờ em. Mà sao em đã người về tình không về. Ok hay không chị ơi? Lên lên. Lần đầu tiên kết hợp mà vui quá anh chị. Lên con số 13 đúng là ba chị em mình về tối nay nào. Lại phải xem lại live và cười khúc khích rồi. Sao em cười khúc khích như thế? Em phải cười ha ha. Chị lên. Phải cười ha ha lên chị ơi. Nhân lệ của mình cao nhất. Hôm nay không em sướng không anh chị ơi? Hôm nay em được cao nhất anh chị ạ.
Không sợ không sao cả, có sao bằng mình nhìn lại bảo kê rồi. Có, tới chúng em bảo kê mà, anh chị bảo kê rồi. Tới bên đi chị ơi. Trang giấy trang đôi đi này hao gầy, hao gầy. Vì em xa anh ra đi trốn đây. Anh ngỡ nơi đây cô đơn bao ngày. Năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây. Mà người ra anh ra luôn tầm tay. Hứa quay về sau anh chờ hoài chẳng thôi. Em ơi, mãi mong người trở về. Tìm lại phút giây đón ta hẹn thề. Cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ một ngày như thế. Đến khi người trở về, người lại bước đi bên ai vậy kia. Để cho nỗi đau em thêm nặng nề. Giờ đây ấm em biết anh có nghe. Chỉ riêng mỗi anh mãi mong cho em. Mà sao anh nỡ. Người về tình không về. Are you ready? Người về rồi. Ê, mà sao số điện thoại chưa về. Ok nhớ. Rồi đấy nhờ bác nhớ. Quậy vậy đủ rồi đó. Sao mà số người về đây ba okay. Em chúng ta về với trạng thái ban đầu thôi. Vừa đen vừa nâu có đầy hết rồi mà vẫn số điện thoại chưa về. Quá chữ mà anh chị ơi. À, cảm ơn anh chị. À, sợ mai khẳng giọng mà anh chị. Chúng em là như vậy đó anh chị ơi. Nó vui một cái là không thể hãm được anh chị ơi. Quên bỏ dép hả? Dạ, cảm ơn cô ạ. Cảm ơn anh chị, thực sự hôm nay chắc là Huyền Nâu về là mất ngủ đó anh chị ơi. Và chúng em còn choáng nữa là chị Huyền tại Nâu vì, tại vì thấy bất ngờ quá, không nghĩ rằng là mọi người lại yêu mến. Sủi sẽ là ok nhất nha. Đúng rồi, sủi thì nó cao cấp hơn. Cho nên là cái collagen trong đó nó cao hơn á. Nó sẽ nhanh hơn. Chứ còn mỗi loại nó sẽ đều có một cái thế mạnh riêng của nó. Tiếp tục là bài gì đây? Bài gì đây? Dự đoán đây nào. Nhớ lúc trước em anh nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hay yêu màu xanh. Hay quá anh chị ơi. Mà nếu có lỡ xin ta sao chẳng thành, vì em xa đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, anh ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã gửi cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xa mẹ bỏ anh. Này trời xanh có thôi có biết trách tim này. Còn thân khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tô bày. Đời đau nhói khi cây khó thương là xa cành. Buồn theo số khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dẫu yêu em đau không em khi đã hay đã rời tay. Quý vị được lắng nghe một nhạc phẩm được mang tên đề Vĩnh Biệt Màu Xanh. Và ca khúc này cũng là ca khúc khép lại buổi live của ngày hôm nay ạ. Chưa. Chưa chị ơi. Chưa khép đâu. Khép lại làm chương trình âm nhạc đúng không? Chưa luôn. Ôi collagen mà nó phải khỏe như thế anh chị hát đến đêm luôn đó. Chị ơi. Overnight cơ mà. Đây là Diễm Huyền anh chị. Hôm nay là lần đầu tiên em được xuất hiện luôn ấy ạ. Dạ vâng ạ. Chị Huyền ơi hãy ở đây và cùng chiêu với chú ghe đi. Okay, chị tới sáng luôn, tới sáng luôn. Có những lúc anh mơ tưởng rằng tìm được em ở nơi cuối mây. Để đời anh thôi không xót xa, cô đơn không còn vây. Đừng khóc nữa, không còn xanh. Đừng nhớ nữa khi đêm đen ghen kéo thật nhanh. Vì hôm nay anh theo em đi, về trời xanh xa nơi xa xăm em nhớ anh. Đây trời xanh có thâu có biết trái tim này. Còn tan không tin như em mãi suốt em ngày. Làm thế nào cho em anh ta đang mong, mong được tô bày. Đời đau nhói khi cây cô thương lá xa cành. Buồn theo dấu khi cơn đau mãi
trời xanh có thương có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Lòng thấy nào cho em hay ta đang mong, mong được to bay. Đời đâu nhói khi cây khô thương là xa cây, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lại. Người dấu yêu em đau không em khi ta tay đã rời tay. Người dấu yêu em đau không em khi ta tay đã rời tay. Cho thế gian này anh theo em thôi xin, vĩnh biệt màu xanh. Chàng vỗ tay dành cho Diễm Huyền qua cho bằng nhật lệ. Nhật lệ không à, nhật lệ anh chị tưởng ma gọi tại nó đang, tại vì đang không khí thiệt tình. Thì băng nha, băng bò, bò đây nha, băng bò nha, băng bò Lệ Châu đến với các chị một sáng tác mang tên, mang tên đoán anh chị đoán đừng nói đừng nói đố các chị. Đúng, bài chị gì đây? Hai chúng em gặp nhau như kiểu là nước gặp với nước anh chị ơi. Cá gặp nước, cá gặp nước, anh chị. Nước gặp nước bơi. Đôi khi nói gì anh chị chưa hiểu. Lệ Châu này kỳ thật. Cảm ơn chị Tuyết Nhi đã có số điện thoại, cảm ơn anh chị. Quảng Ninh, thành phố Hạ Long, xin cảm ơn Nhật Lệ và Shaman, cảm ơn anh chị. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Lên số điện thoại nếu anh chị tin tưởng sản phẩm của DC mình, Beauty nha. Mình nên đứng lên để có người hát bài này cô gái ạ. À, sao băng đứng đi, Nhật Lệ hôm nay đứng cao hơn ngại lắm. Thế hả, trời ơi. Cảm ơn chị okay, Hiệp Nguyệt Nguyên à. Ủa một này, hộp nhá. Này chị Hương ơi, đố chị biết đấy. Chị Hương nói đúng rồi còn gì nữa. Ok cặp. Cảm ơn chị Bảo Tiên, chị Thủy Phạm, nè, chị Nguyễn Tuyết, anh Danh Trần. Trời ơi, rất là nhiều bình luận anh chị ạ. Anh chị bình luận này chúng em cẩn thận lại hát cô đôi tự ngàn mai đó mốt chị. Mai mốt là phải nói. Rồi, mai mốt là phải nói về cùng Sa Băng đi để cho okay, okay, người ta còn có người yêu. Okay, okay. Về Sapa làm sao mà tôi có người yêu được. Sa Băng, đúng không? À, gì? Về cùng Sa Băng. Tự sướng anh chị ạ. Hay quá Băng Lệ ơi, thật sự. Em cảm ơn chị Hồng Lê. Em nghĩ như này này, tức là khi mà chúng ta like á, mà các anh chị yêu mến á, thì mình hát cái gì, mình làm gì anh chị cũng thích anh chị. Em nghĩ là như vậy, bởi vì thích, nhưng mà nếu mà các chị thích mình đó là mình hát hay hơn bình thường. Thật sự có cái năng lượng của anh chị tự dưng chúng em sung anh chị ơi. Nếu mà nói đến giờ này bình thường là không hát được nữa đâu, mệt đó nhỉ. Đúng rồi. Nhưng mà các anh chị thực sự đọc bình luận của anh chị thôi là chúng em tự dưng quên hết anh chị ạ. À, chỉ mong ngồi đây hát tiếp thôi, không có muốn xuống đâu anh chị. Đó. Sao chị bằng ơi, vậy không? Đúng rồi, thì dự định là ngồi tới sáng này. Không biết dạ, là Lệ Châu vậy. Tính sao? Băng bò tính đến sáng. Anh chị nhá, sao băng nói ngồi tới sáng một tí nữa ọc với Lệ là anh chị mắng nha anh chị nhá. Ý là ngồi cùng Lệ thôi. Nếu anh mà Lệ, Lệ Châu mà chịu chơi thì băng bò cũng tới bến nhá. Ờ, tới bến đó anh chị ơi. Chỉ sợ anh chị buồn ngủ quá thôi. À, anh chị ạ, à, chúng em khi mà làm việc cũng rất là hết mình và chill với anh chị thì cũng rất là hết mình anh chị. Thế nên các anh chị nào chúng ta quan tâm về sản phẩm của DC nhá, và đặc biệt tin tưởng sếp của em là sếp Duy Trinh anh chị, một người sếp rất là có tâm và có tầm anh chị ạ. Đơn giản một điều, Sa Băng đúng không ạ? Với một cái dàn đơn giản chỉ để hát để phục vụ anh chị mỗi ngày thôi, mà thực sự ngồi trước chúng em đây nhá, là một cái dàn âm thanh đẳng cấp luôn anh chị. Đây là một phòng thu bên cạnh đây, và cái dàn âm thanh của chúng em đang hát rất một cái giá trị rất là lớn chỉ để hát cho anh chị nghe. Và cái số chút đơn thôi Duy và Sa Băng ạ. Đúng không ạ? Một cái số 500 triệu, vài trăm triệu không có tiếc anh chị. Đã chơi là phải chơi tới bến. Sếp của em nói là gì ạ? Đã làm cái gì là phải làm một cái khác biệt anh chị ạ. Còn giống người khác thì không có nói làm gì. Phải khác biệt. Đến với DC Beauty và mua hàng ở DC Beauty, anh chị sẽ nhận được một cái giá trị khác biệt nha anh chị nhá. Khác hẳn hoàn toàn các chị. Ngay cả tụi em ngồi trên đây live cũng khác hoàn toàn. Đây, mỗi ngày mỗi khác. Lệ Châu nhỉ. Ok. Là chắc là giờ này anh chị buồn ngủ rồi này. Đúng chị rồi. Nói buồn ngủ quá trời rồi. À, hai em cũng rất là cảm ơn anh chị. Đói bụng quá này. Ừ. Thế hôm nay Lệ khen chị này. Thế mà hôm nay ăn gì thì lát bảo đãi cúp trà sữa anh chị. Giờ này không ai bán trà sữa đâu. Ừ. Là ăn mì cái gói cái không gà thì tôi nấu cho ăn. À, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thứ nhất là sản phẩm collagen. Thứ hai là tất cả các sản phẩm của bên em. Trừ nước hoa ra nha. Nước hoa bên em chính hãng của Pháp nha.
qua này mình quên tư vấn nước hoa. Mai tư vấn nha. Nếu anh chị nhá thích nước hoa của bên em, mai chúng ta sẽ trải nghiệm một dòng nước hoa tuyệt vời luôn anh chị. Một set nước hoa bí ẩn cho anh chị, ngày mai chúng em sẽ giới thiệu với anh chị nhá. Và collagen làm đẹp cho làn da, anh chị nào đang muốn làm đẹp có thể để lại số điện thoại khi chúng em offline nha. Và tất cả những sản phẩm khác như kem chống nắng, sữa rửa mặt, tẩy tế bào, tăng cân, mộc đà, chúng ta đều có thể để lại số khi chúng em offline, và chỉ để ở duy nhất cái line này hoặc ở kênh của Duy Trinh nha. Chỉ có hai kênh chính thức của bên em thôi, còn ngoài ra chúng ta không có mua được ở nơi khác nha, bởi vì sản phẩm của bên em đều là độc quyền. Và số chốt đơn thì một lát nữa bên em sẽ ghim lại cho anh chị cái số điện thoại, và cuối cái số điện thoại đó đều là 1111, anh chị lưu ý giúp chúng em nha, anh chị yêu thương nha. À, và em trước khi mà offline thì em tư vấn lại một lần nữa là tăng cân mộc đà 350 một hộp, hai hộp giá 600 miễn phí giao hàng cho mình. Còn collagen sữa ông chúa thì giá là 450.000 đồng một hộp. Chúng ta mua 4 hộp tặng thêm một collagen sủi tươi. Collagen DC Plus chỉ giá 790.000 đồng. Chúng ta mua 3 hộp tặng thêm một hộp. Collagen sủi tươi trị giá là 1.100.000 đồng một hộp. Mua 2 hộp tặng ngay 1 DC Plus, mua 4 hộp tặng 2 DC Plus và kèm thêm một kem chống nắng cho mình. Và khi mà tụi em đã xuống like rồi, các chị nhìn xem được cái like này thì các chị vẫn cứ để lại số điện thoại giúp em nha. Và cảm ơn các chị luôn luôn đồng hành cùng yêu thương anh Trần Văn Tùng nè, chị Hà Trần, chị Hoa Cỏ Vân, chị Hòa Vũ nè. Ôi chị rất các anh chị gái rất dễ thương, chị Vivi Nguyễn, chị Đỗ Hạnh. Toàn là các anh chị xem đến cuối like không à? Ừ, hôm nay là sinh nhật chị Đỗ Hạnh nè. À, chúc mừng chị yêu, chúc mừng sinh nhật chị nha. Em mới này thấy đọc được cái comment của chị hơi bị trễ. Nhưng mà hôm nay hên quá, vẫn chưa qua ngày mới. Thì bây giờ hai chị em mình hát chay tặng sinh nhật nha. 2, 3. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday chị Đỗ Hạnh nha. Ai có sinh nhật trùng ngày hôm nay thì cho tụi em chúc luôn ha. Chúc mừng tất cả anh chị sinh nhật ngày hôm nay nha. Chị Anje Darliner, chị để lại số điện thoại giúp em nha. Collagen sữa ông chúa là 450.000 đồng một hộp. Để lại cú pháp là 4 collagen sữa ông chúa kèm số điện thoại giúp em nha chị gái. Anje Darlin. Quá nhiệt tình. Thực sự cảm ơn anh chị. Ủa chị Hương cũng sinh nhật nữa hả? Vậy là đâu? Nè chị Phạm Hương cũng là sinh nhật chị Phạm Hương nè. À thế hả chị? Lại hát lại hả? Bây giờ đợi đêm mà 2 phút nữa xem còn ai sinh nhật nữa không. Còn ai sinh nhật đâu anh chị, để chúng em hát cùng lượt nào anh chị nào. Mình mới này mình hát tiếng Anh rồi. Tiếng Anh là bây giờ mình hát tiếng Việt. Vậy mừng ngày sinh nhật đáng yêu. Mừng ngày. Hôm nay cũng sinh nhật của anh Đoàn 10 nè. Anh Đoàn 10 đấy, anh Đoàn 10 vào luôn. Chị Phạm Hương, anh 10 đó. Mình ghi vào danh sách đây. Bây giờ hát luôn, có anh chị nào sinh nhật cứ bình luận nha. Vậy mừng ngày bé sinh ra đời phải không? 2, 3. Mừng ngày sinh nhật dễ thương, mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày đó anh chị sinh ra đời. Happy birthday to you. Happy birthday Phạm Hương, happy birthday Đoàn 10. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Hôm nay không phải sinh nhật chị Mộc Lan, không chúc đâu. Ok em, anh Lê ở các chị ơi, để lại số điện thoại giúp em nha. Ôi, chỉ có bên Việt Nam mới để lại số điện thoại thôi chị gái. Darling ơi, bây giờ nếu mà chị ở nước ngoài mà có người thân ở Việt Nam, chị có thể nhờ người thân của mình nhận hộ và gửi sang cho chị yêu nha. Chị để lại số điện thoại của người thân của mình đi nha chị gái nha. Ok, và bây giờ thì cho phép Băng Bò Lệ Châu. Lời chào các chị, chúc các chị ngủ ngon. Chúc anh chị ngủ ngon. Ngày mai chúng ta gặp lại nhau nha anh chị yêu. Ngày mai máu hơn 14k nha. Chào anh chị. Nói nhỏ thôi, ngày mai 14k nha. Ok.